Mưa to gây khốn khổ cho người đi đường. Biệt thự cả chục tỷ của một ca sĩ nổi tiếng. Và cả cao ốc cao nhất thành phố cũng ngập tràn trong nước. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ khẳng định đây là trận mưa lịch sử lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Thì quý vị có thể hình dung là như thế này. Đối với vào cái mùa mưa của Nam Bộ thì ở một cái mức lượng mưa, tổng lượng mưa trung bình trong một tháng thì nó cũng nằm ở khoảng độ trên 200 cho đến 300 mm. Thì đây là chỉ là một trận mưa thôi, mà với một cái lượng mưa thì nó đã gần sấp xỉ với lại lượng mưa của tổng lượng mưa của một tháng. Ngập do thiên tai có thể xem là khách quan, còn chủ quan nằm ở bài toán quy hoạch. Kiến trúc sư Khương Văn Mười cho rằng mưa lớn gây ngập là đáng lo, nhưng ngập và sau đó rút được là một điều đáng mừng. Vấn đề còn lại là những bài học kinh nghiệm. Chắc chắn rằng cái mưa chúng ta không kiểm soát được rồi. Lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, thì lúc mưa như vậy đó là khu vực nào mà ngập nước thì chúng ta phải biết. Như vậy cả khu vực thành phố này chúng ta có thể khoanh vùng lại khu vực ngập và khu vực không ngập, thì chúng ta mới có cái giải pháp điều chỉnh hoặc là điều chỉnh hệ thống tiết diện cống thoát nước. Hoặc là chúng ta những dùng trũng là cho dùng bơm áp lực để đẩy ra những khu vực kinh, hồ, sông rạch ở cạnh đó. Và cái giải pháp thứ ba là chúng ta đào hồ. Có thể giải thích ngắn gọn như sau. Ngập do mưa lớn thì phần lớn khu nội thành sẽ chịu ảnh hưởng nhiều và thời gian ảnh hưởng ngắn. Ngập do triều cường thì ảnh hưởng đến người dân các quận vùng ven sông rạch và thời gian ảnh hưởng sẽ kéo dài, có tính chu kỳ. Còn cơn mưa lớn như tối ngày hôm qua được xem là hiện tượng thời tiết cực đoan, một biểu hiện của biến đổi khí hậu. Triển khai hành động cho mục tiêu chống ngập, Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm quy hoạch và triển khai một công trình chống ngập do triều và tất nhiên là phải có xét đến tác động của biến đổi khí hậu. Đối với dự án mà chống ngập do triều như thế này, với tư cách nhà đầu tư tôi khẳng định là hiệu quả 100%. Bởi vì nó cũng rất là đơn giản thôi, tức là làm sao các cái van này được vận hành khi triều lên đóng xuống. Và tất cả những hệ thống là có thể là tự động hoặc có thể do con người. Và làm sao để chúng tôi bơm được nước ở trong nội đồng thành phố, bơm ra ngoài qua khỏi cửa van trong những lúc mưa lớn hoặc là triều. Căn cơ lâu dài thì chúng ta phải làm thứ nhất là các cống ngăn triều để giải quyết triều cường. Thứ hai các cống để ngăn các nước nếu triều lên để chúng ta có cơ sở để bơm nước từ thành phố chỗ nội ô thành phố đi ra ngoài. Đồng thời với lượng mưa lớn như này chúng ta có điều kiện đóng các cái đập đó để chúng ta bơm ra. Để giải quyết thời gian ngắn nhất trong cái việc chống ngập úng cục bộ cũng như đột xuất như tối hôm qua mà thành phố chúng ta phải đón nhận một lượng mưa rất lớn. Với một địa hình được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, cộng với một tình hình chung là hiện nay lượng mưa đang ngày càng lớn, ngập đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh do mưa kết hợp với triều cường đang trở thành một vấn đề cấp bách. Đó cũng là lý do mà vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chống ngập vào một trong 7 chương trình đột phá. Và để thực hiện được mục tiêu đột phá về chống ngập thì bên cạnh những giải pháp trước mắt, việc đầu tư vào những công trình có quy mô lớn và thực hiện lâu dài như thế này đang là một trong những giải pháp được thành phố Hồ Chí Minh hướng đến.